giả, thời tiết giao mùa nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển và lây lan gây bệnh tiêu chảy. Nhất là ở trẻ em thì tiêu chảy có thể gây tử vong do tình trạng mất nước, mất muối và nguy cơ gây suy dinh dưỡng. Làm thế nào để tránh tình trạng này? Thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Hồng Thanh, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, chào MC Thúy Hà và quý khán giả Báo Đồng Nai. Trước khi vào buổi trao đổi, Thúy Hà xin mời quý khán giả theo dõi một phóng sự ngắn sau đây về tình hình bệnh tiêu chảy ở các bé vào lúc này ạ. Không chỉ bị tiêu chảy, em bé 3 tuổi này còn bị sốt, ho, khó thở nên gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi nhập viện 2 ngày, bé đã bắt đầu bị tiêu chảy và nặng dần dù được uống thuốc. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã phải truyền dịch. Sau 3 ngày truyền dịch, tình trạng đã ổn định và được xuất viện. Chị Hiền, mẹ bé cho hay, cả hai vợ chồng làm công nhân nên để con cho ông bà chăm sóc và nấu ăn cho bé. Ông bà đã lớn tuổi, khó kiểm soát được thức ăn, sữa uống cho bé trong thời tiết nắng nóng này. Hơn nữa, người già thường có tâm lý hay tiếc đồ ăn. Bác sĩ dặn về nhà thời tiết nóng thì ăn uống sữa mà uống hết thì bỏ đừng quá 2 tiếng thì bỏ. Dặn ông bà đồ ăn thừa thì bỏ bớt đi cho bé ăn lại. Cứ sau mùa Tết, số lượng trẻ khám hay phải nhập viện chữa bệnh tiêu chảy lại tăng. Đặc biệt là trẻ ở xa cơ sở y tế thì thường bệnh đã nặng khi vào viện do tiêu chảy và mất nước nhiều. Nguyên nhân chính là đến từ việc sử dụng thức ăn không đảm bảo trong thời tiết này. Nguy cơ lớn nhất mà mình sợ nhất đó là mất nước. Dạ. Thì thường là cái quan niệm mà một số người thì đôi lúc trẻ đi cầu nhiều thì người ta lại hạn chế cho ăn. Vì người ta thấy là trẻ đi nhiều thì ăn vào đi nhiều hơn. Đó. Nhưng mà cái đó là nó không có đúng. Thì đôi lúc mình phải bổ sung nước là chính. Thì ngoài cái chuyện mà cho ăn, tiếp tục cho trẻ ăn thì phải bù dịch cho trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi thấy trẻ đi phân lỏng trên 3 lần một ngày và ăn uống kém, kèm theo ói, đau bụng thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Những thực phẩm trong tủ lạnh không để quá lâu, các thực phẩm phải được bọc kín, tách riêng thực phẩm sống và chín, hạn chế sử dụng thức ăn hâm đi hâm lại, nên nấu ăn từng bữa riêng để đảm bảo dinh dưỡng, tránh những bệnh lây qua đường tiêu hóa cho trẻ. Dạ bác Thanh ơi, sau Tết thì thời tiết em thấy là khá nắng nóng và oi bức. Thì với cái tình hình thời tiết như thế này á, thì có ảnh hưởng gì đến những bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ không ạ? Nhất là bệnh tiêu chảy như em đã đề cập ở trên. Thưa quý khán giả Báo Đồng Nai, thì thời tiết nắng nóng, oi bức với tình hình này thì là điều kiện thuận lợi cho nhiều loài vi trùng phát triển và làm thức ăn nó dễ hỏng nên và dễ gây ra bệnh về đường tiêu hóa, bệnh tiêu chảy, nhất là đối với trẻ em. Dạ như vậy thì những trẻ nào thường rơi vào tình trạng nguy hiểm khi bị tiêu chảy thưa bác Thanh, nguyên nhân là do đâu ạ? Bệnh tiêu chảy cấp là cái bệnh thường gặp ở trẻ em, chỉ đứng thứ hai sau cái nhóm bệnh về đường hô hấp. Thì cái bệnh này được định nghĩa khi mà trẻ đi tiêu trên 2 lần trong một ngày và dưới 14 ngày, nếu như mà dưới hoặc bằng 2 lần thì không được gọi là tiêu chảy, và trên 14 ngày thì được gọi là tiêu chảy kéo dài. Thì những cái nhóm trẻ mà thường rơi vào cái tình trạng nguy hiểm thì mình có thể chia làm 3 nhóm. Đó là nhóm trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là cái lứa tuổi từ 6 đến 11 tháng tuổi. Đây là cái lứa tuổi mà do cái trẻ giảm sức đề kháng, giảm cái kháng thể từ mẹ, giảm cái kháng thể từ tạo ra do chưa hoàn chỉnh, và cái khả năng mà ô nhiễm thức ăn tăng lên khi trẻ tập ăn dầm, rồi tiếp xúc với cái mầm bệnh khi trẻ tập bò. Nhóm thứ hai là cái nhóm trẻ suy dinh dưỡng, và cái nhóm thứ ba là trẻ suy giảm miễn dịch, ví dụ như trẻ sau mắc bệnh sởi, trẻ bị nhiễm HIV, trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Về nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy thì mình có thể chia làm hai nhóm: nguyên nhân tại đường tiêu hóa và nguyên nhân ngoài đường tiêu hóa. Thì nguyên nhân tại đường tiêu hóa thường là do virus, đặc biệt là rotavirus, adenovirus,
do nhóm vi khuẩn, ví dụ như là các cái nhóm vi khuẩn E. coli, vi khuẩn Shigella, rồi có thể là do ký sinh trùng. Còn ngoài đường tiêu hóa thì là cái tiêu chảy là một cái triệu chứng của bệnh khác, ví dụ như bệnh viêm màng não, bệnh tay chân miệng, viêm phổi hay là viêm tai giữa. Thưa bác Thanh, thì trên thực tế có nhiều phụ huynh khi mà thấy trẻ bị tiêu chảy tự ý đến nhà thuốc cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh nè, rồi cho trẻ uống nước hồng xiêm xanh hay nhai búp ổi. Vậy điều này có đúng hay không thưa bác? Mình biết rằng là kháng sinh á, thì chỉ được sử dụng trong trường hợp tiêu chảy do vi khuẩn, trẻ tiêu phân có máu, và cái kháng sinh phải được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Mình biết rằng làm dùng kháng sinh thì trong điều trị tiêu chảy nó sẽ tăng tình trạng đề kháng kháng sinh sau này. Còn vấn đề mà cho trẻ sử dụng nước hồng xiêm xanh hay là nhai búp ổi thì chưa có một cái cơ sở khoa học nào nói đây là những cái phương pháp điều trị có hiệu quả trong tiêu chảy cho trẻ em. Vậy thì ngay khi mà phát hiện trẻ bị tiêu chảy, để tránh bị tình trạng nặng hơn thì các bậc phụ huynh nên làm gì ngay tại nhà thưa bác? Cái bệnh tiêu chảy là đa số là có thể được điều trị ngoại trú, nhưng nó cũng gặp những cái biến chứng nguy hiểm như là mất nước nặng, rối loạn điện giải, sốc giảm thể tích, rồi hạ đường huyết, nó ảnh hưởng đến tính mạng của em bé. Vì vậy khi mà trẻ bị tiêu chảy thì phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời và để hạn chế các cái biến chứng nặng cho trẻ. Thì sau khi được bác sĩ thăm khám thì cho chỉ định điều trị ngoại trú, thì phụ huynh có thể cho trẻ uống nước nhiều hơn để phòng ngừa mất nước bằng các cái dung dịch Orizon. Ví dụ như mà trẻ dưới 2 tuổi thì mình có thể cho Orizon là từ 50 đến 100ml sau mỗi lần trẻ tiêu chảy. Trẻ từ 2 đến 10 tuổi thì uống 100 đến 200ml sau mỗi lần trẻ tiêu chảy. Còn trẻ mà trên 10 tuổi thì uống theo nhu cầu của trẻ, rồi tiếp tục cho trẻ ăn. Nếu như trẻ bú mẹ thì vẫn tiếp tục cho bú bình thường, và thức ăn thì nên được nấu kỹ, dễ tiêu, chia thành nhiều bữa, và thức ăn thì đầy đủ chất dinh dưỡng ha, như cháo cá, cháo thịt, không kiêng thêm quá mức. Một số phụ huynh này có thói quen là cho bé ăn cháo trắng hoặc là nhịn ăn, thì điều đó là không có đúng. Và nếu như mà trẻ có những cái dấu hiệu sau thì phải mang trẻ đi khám ngay. Ví dụ như trẻ sốt cao, ly bì, sốt co giật, tiêu phân có máu, nôn ói nhiều, tiêu phân nhiều lần trong một ngày, tiêu phân nhiều nước, ăn bú kém. Dạ, Thúy Hà thấy là hiện nay có một loại vaccine liên quan đến bệnh tiêu chảy, đó là rotavirus. Vậy cụ thể thì loại vaccine này có hiệu quả như thế nào đối với em bé, và có nhất định phải cho trẻ uống hay không ạ? Rotavirus là cái tác nhân chính gây tiêu chảy nặng và đe dọa tính mạng ở trẻ dưới 2 tuổi. Vaccine rotavirus được sử dụng để bảo vệ chống lại nhiễm rotavirus. Cái vaccine này thì có khả năng phòng ngừa từ 50 đến 90% các trường hợp tiêu chảy nặng ở các nước phát triển. Và
Đây là một cái loại vaccine sống giảm độc lực được sử dụng cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo nên có vaccine rotavirus trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là những cái nơi mà bệnh đang lưu hành. Bác Thanh ơi, Thúy Hà thấy là thường sau khi trẻ bị bệnh á, sẽ rất là biếng ăn, đặc biệt là trẻ bị tiêu chảy sẽ bị xúc ký rất là rõ rệt. Vậy có cách nào để trẻ phục hồi sau khi chữa trị tiêu chảy hay không ạ? Và có cần phải uống thuốc bổ hay không thưa bác? Sau khi mà bị trẻ bị tiêu chảy thì phụ huynh mình nên cho trẻ ăn thêm một bữa trong 2 tuần, trong ít nhất 2 tuần để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng. Thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, rồi mình có thể bổ sung kẽm trong vòng từ 10 đến 14 ngày cho trẻ từ khi trẻ bắt đầu bị tiêu chảy. Nếu như mà mình thực hiện được đầy đủ hai cái điều trên thì không cần phải sử dụng thuốc bổ cho trẻ. Như vậy khi trẻ bị tiêu chảy thì các bậc phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để chữa trị cho đúng cách. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh hoặc dùng các bài thuốc dân gian truyền miệng. Ngoài ra cũng không nên quá kiêng khem vì có thể khiến trẻ thiếu năng lượng và bị suy dinh dưỡng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Hồng Thanh, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã phối hợp với Bác Đồng Nai thực hiện số phát sóng này. Cảm ơn MC Thúy Hà, cảm ơn quý khán giả báo Đồng Nai. Xin nhắc lại với quý khán giả, chương trình Alo Bác sĩ ơi sẽ được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.